Tiếp theo là đến nguyện thứ ba. Kính thưa quý vị chúng giả và chư quý đồng đạo, qua nguyện Kệ Dân, cũng trong 1939, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã viết đến Sám Giảng quyển 3. Phẩm kinh này Ngài dùng thể văn lục bát dài 612 câu, khởi đầu bằng câu ngồi trên đảnh núi Liêm Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trong quyển này, Đức Thầy dạy tu nhân đạo cho tròn để dần dần tiến lên giải thoát. Theo đó thì người tu nhân đạo phải giữ vẹn tứ ăn, mà muốn được vậy thì trước hết phải tránh xa những trụy lạc hư hèn do văn minh vật chất cám dỗ. Nhiên hậu mới tích cực làm tròn luân lý tam can ngũ thường. Đức Thầy đã phá các thủ tục, nhất là những hành động phi lý trong các đám tang ma như đàn nhu thầy lễ, đàn trống sát hại sanh vật để cúng tế. Nếu cố gắng gìn giữ trao sửa theo những lời chỉ giáo trong phẩm kinh này thì đạo nhân có thể coi như hoàn bị và việc học Phật cũng tiến xa rồi. Kính mời chư quý vị thính giả và đồng đạo theo dõi phẩm kinh Di Diệu của Đức Thầy. Kính thưa quý vị, chương trình diễn ngâm hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Rớt và anh Trần Văn Dê thành lòng diễn ngâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời, láng thiên một cõi xa chơi, non cao đánh thượng thành thơi vô cùng, hiểu yêu gió hội lạnh lùng, phất phơ liễu ai yêu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hứng cảnh lậu đài, lúc còn sát thịt thi tài hùng anh. Từ vì mây phủ nhiều đơn bồng lai, một cõi hữu danh dự đề, kể từ tiên cảnh tan về non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bất tri âm, nãy về thương ấy chung trần gian phản hồi. Ngay mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kệ cưới cánh mặt người. Xuân trần là khóc là cười, ham vui đào măng vuông tròn chẳng xong. Chợn nào xấu nọ quá lòng, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời
ta mượn bút thở than ít tiếng dài phiền lòng son bắt đầu cha nói lạc con thân này thường nghĩ chung hao mòn từ đây minh hoàng chưa thử đài mây gặm trong thế sợ còn đầy gian trung đò đưa cứu kẻ trầm luân đang chờ dần đến mới mừng chúa tôn thảm thương thế sự lắm ơi giấy đầy thê thảm lắm hồi mê ly dạo chơi lục tình một đưa người tục tu trì xa khơi nó chiều rồi lại đói mời dương trần sắp dương bình trời từ đây khuyên trần sớm liễu rào đỡ dạng tháng ngày cho qua nhân cùng bóng đạo gần xa tu hành trì chế mới là liệu mai nguyện cầu qua khỏi coi tiên thánh lầu đài quốc dương niệm Phật nào đợi mùi hương miên tâm thành kinh tòa chương cũng gần lao sao bể bắt non tần quân phiền tham bao xa gần cùng quan tránh phong cho rõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thầy phơi khổ lao đà sắp gian bớt miệng kêu mời cõi âm dầu cho có ở xa xăm cũng là ráng tới diễn thăm dương trần ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp xuống gần chúng sanh chuông kia treo sợi chỉ ở mành chẳng lo thân phận lo dành bước ông hiểu trong hải liệu cho xong đến chừng gặp chúa mới mong trở về bây giờ kẻ sợ người tề hiền lương đến hồi cũng kề với nhau Phật trời chẳng luận nghèo
giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Phàm thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần. Ta mang mình Phật sắc trần, ra ta giặc chúng được gần bồng lai. Mãi sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa. Lập rồi cái hội long qua, đặng coi hiện đức được là bao nhiêu. Giang tà hồn sắc cũng tiêu, thăng thường ba tâm chính chiều ruột mặt ai tranh luận thấp cao. Thương trọng lệ thứ sao sao từ đây chân chân bóng say về tay đôi nhìn trần thế xác thay thương trần ta cũng ráng thề đặng cho ba tánh liệu bề tu thân tu hành chẳng được đức ngân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Hoặc truyền ta dạy mấy lời đặng cho trần thế tính thời tu thân. Nào là luân lý tư ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sợ dâng đến hội lầu xóm giữa kề. Thương đời dân vật say mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, chào ra chầu chất đài mây cũng gần. Tuy là nương giữa non tận, ngày sau thế cuộc xoay dần về Nam. Qua sông nhờ được cầu tu hành, nào đợi chùa am làm gì. Bây giờ bạc lộn với chị, nửa sau lọc lại dính tì cũng chê. Bơ dân cho có sai chánh trực giữa kề đại mây. Mãn lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiện lương. Ta
chẳng thở vì thương thấy ở trần. Theo thầy dẫn dạy nhiều lần, dương gian nào biết thấy ở trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tai, quá nơi khổ não mặt ai chế cười. Bạc đâu dám xanh dạng mời, ủa mê mà lại chế cười thần tiên. Giả từ sơn lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xã duyên nghĩ tớ thầy. Ở rừng bán giới cao cày, bây giờ xuống lìa xa thiên cơ biến đổi càng qua, gắn trong thể giới còn đôi ba phần. Mau mau kịp kiếp duyên cần, chúng sanh còn có lập thân hỏi tuần hoàng thiên địa đổi xây, cảm tương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xã dân của thầy. Hồn làng ác thú muôn bày, lớp bài lớp dài sau này đã đôn. Ai mà ăn ở ngang đôn đường, nói bắt sẽ tan xa hồn. Chớ rằng quả phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm do rồi, để sao khó đứng không ngồi, thương nhà tiếp của biết hồi nào vui. Ai mà ăn ở ngược xuôi, mấy nơi rằng rất chẳng vui xa. Trên rừng nó xuống nó tha dương trần, ai mà tu tình chuyên cần, làm đường ngay thẳng ấy có thần đổ cho. Thương đời hết giả cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mày, tu hiền tu thảo
vậy thì cho xong tu cầu cứu giấc toàn tâm với cho bản tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thành thơi, quốc vương thị thổ chiều mới phản hồi. Tu đền đã thấy cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu hài lắm ơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình. Tu là sửa tròn ân tình, tào kháng chồng vợ bố tình đừng phai. Tu cầu đức Phật Như Lai cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này, chớ tu chớ kháng trẻ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xin hiểu không mà đi, nào ai có trò thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa dậy ngỡ thề mới mang. Chí hiện tâm đức vui lao, ra công lộc kỹ thì thao ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng ra quay ra lực cởi thoàn xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đảo hiểu thông, thiên cơ đạo lòng mới gì thôi. Chớ danh chớ nhục mấy hồi, đến khi thật dần làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến phải tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kinh yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới là. Nghinh ngang hồn ảo phải trường, bà con nội ngoại dạ thưa mới là. Xóm giềng phải ở thật thà, dầu quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua
giùm. Xác thân là cái gồng cùm, nếu làm chẳng trọn thu hầm sẽ bay. Cho rồi nhân nghĩa mới hàng lễ nghề, phòng ấy quán đổi làm gì từ đây biến đổi về kề dương thế chuyện về cũng có chuyện lai rèn tâm cho được thẳng ngay khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời cũng là người ở trong trời cớ sao ăn ở nhiều lời ngon nghe hôn thang ý của giàu sang chẳng tiên trời Phật giải rồi cái đạo tu hiền làm ra gió tối tình duyên đang nồng cũng đừng nghèo gây có chồng cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh ra đường chọc kéo gái nữa sao mặt phải yêu tinh hư mình sợ cho vẹn chữ nghĩa tình dâng lời cha mẹ mà dình gia can nghiêm đường chịu lệnh cho an loạn luân càng kể hỗn mang tiếng đời anh em đừng có đổi dời phụ phàng giữa môi sẽ đời nghe tình tuy là trời đất rộng thinh có thần xem xét phân minh cho người vô duyên chưa nói gì mà cười chưa đi mà chạy hỡi người vô duyên lớn lên phận gái cần duyên làm ăn thì phải cho xuyên mới là phải gìn dục giống lòng ta đừng chiều theo nó dễ mà hư thân nghe lời cha mẹ căn quan tam tòng vẹn dữ lập thân buổi này tình duyên chẳng kiếp thể chạy chớ đừng cãi lệnh gió mây ngoại tình để nhớ thư về cũng phải trình công dung ngôn hẳn thân mình phải trao công là phải sửa làm sao làm ăn các việc tầm phào chẳng nên
mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hở hên mới là. Chớ chúng là phận đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng, dầu cho mắt chữ nghèo nàng cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt dầu cũng không nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng vang thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hành là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong cũng dành chớ hiếu phục tòng song thân, giải rồi những chuyện đức ân vẫn làm cha mẹ sợ phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hồng hào, đừng chơi đừng rủa đừng cào đừng bơi. Đem lời hiền đức tốt tươi nặng mà giao đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt trước xa dân mới là. Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sáu chữ chẳng ai chịu có niềm sành thử coi. Trì tâm thề quá ít ơi, bây giờ dùng thơ mà coi lẽ nào. Rạch tim đêm để vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc ta tới rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặt ai dìm xem sớm trưa chẳng màng. Gặm trong thấy sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thân đời ta mới đánh liều, mong người tu tinh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì dài lâu hơn.
nhân người có của tiền chứ hay nên bồ thí dành tư làm gì sao đây nhiều chuyện ly kỳ kể sao cho xiết vậy thì dân ơi tại sao chẳng cúng chè xôi bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè cũng không có muốn qua què lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham ai chê khờ dại cũng cam chớ tội cũng chẳng có ham lầu đài chữ tu hãy ráng miệt mài đừng kể vắng dài đừng nãy mau lâu giáo viên gặp hết đâu đâu bớt điều mỹ dối mới hầu thấy ta đừng chết rồi cũng bất cóc cây trong đàn lễ nhạc tế sen ít gì đàn nhu thầy lấy cũng kỳ mắc phải chuyện gì phô phục bình hơn lại thêm đàn đạch tần tân đem con heo sông mà dưng làm gì chủ gia kẻ lại người quỳ làm chuyện dĩ kỳ giả dối thì trả lời không bằng mà có dối thì hồng sửa đi tương đời ta luôn sầu bi học cho cứ mãi làm thi nhạo đời rung đùi ngắm trời tình duyên cả nước vậy thời vô con thấy đời ta cũng héo vô học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân khoe mình chẳng có đỡ cơn túng nghèo hiện nhân chẳng chịu làm theo đợi ai có bệnh túng nghèo chẳng than hốt thời cắt bãi cắt ban nó đòi nằm các người ta quan hồn lành bay còn ác lại tồn đến chừng lập hội xác hồn lìa xa mấy anh thầy thuốc lang
tiền. Xin trông anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ quý ân. Muốn sao vừa được các lân, hãy đền trào sữa hiền nhân mới làm. Những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chì. Đời xưa có ngộ viên kỳ, đem tài học thuốc hiến thề cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghe suy lời lẽ tỏ mờ thấy nào. Luận xem thấy sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu thiếu nhiên, bớt bỏ rình rang một khi. Nếu cha mẹ chết làm ý lời này là lời truyền giáo của thầy, bóng qua cầu Phật hiệp dày đi chôn. Còn mình muốn đại làng thôn thì là tùy ý đáp công cho người. Gầm trong thấy sợ nực cười, chẳng lo cái sợ cho người tâm ngang. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó xin. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiểu hành tâm trài từ bi. Ai ai hài ráng mà suy, thương đời ta tỏ chuyện đi rõ ràng. Làm tuần trang rửa xịn xoàng, rồi thì chửi lộn mà nói gì. Dương trần làm chuyện dĩ kỳ, tạo nhiều cánh giá chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bỏ heo gì. Nếu ai biết
chớ tu trì. Cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhận biết tùy vui lòng cha mẹ dạy thầy mới ngoan. Đạo là giống thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Sắp hạ bằng ni rõ ràng, dương gian làm quyển nói càng, cùng son cuối làng đâu cùng như đâu. Họ reo dục trăng nhiều câu, sai đồng khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng ho đừng réo làm chi, nghìn ngàn kiểu có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặc tình, nói cho rõ rệt vẫn tin không làm. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo ở truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà reo xuân trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai cầu xin chư Phật cứu nan dương trần. Khuyên đừng chửi thánh
mắng thần. Xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên, lương thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới mền trần gian. Tâu qua hương đây ngọc hoàng, dương trần hung ác đã đoan quá nhiều, chúng sanh ngang ngược làm liều, ngọc hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh dương khó đứng không ngồi, thám thường lấy thứ mắt hồi gian truân. Trước đền mắt ngọc lụy rưng, quỷ yêu bà chừng nào vui. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa còn một lần, nay mượn xác trần xuống bốc ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ biến đời. Ở đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chi nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lưng sóng bơm loan, rước người tu niệm xoay sang thủy tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bạn môn tại phép nào tường, trời dẫm đất cũng thì dạ răng. Nói cho trần thấy liệu con chớ theo tà đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lô mê hồn chúng sanh. Thành bên sai đầu cũng rành, nếu tình thời mắt tan tành về sao. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bốn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới học vinh giang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đau bướu
lần nạn quyến binh bóng khuya tứ gì kể sao cho xiết chuyện đi sau này lỡ thầy ác thù vậy đầy lớp thì chẳng đâu tối ngày chẳng thôi kẻ hung trần đó là mồi cho bầy ác thù đền bồi tối xưa bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kim chọn đục mưa sau này hiền lành chừng đó sông dày quân thần công lạc mấy ngày vui chơi đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời đình phong thiên hoàng mở cửa cắt lên địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn mọi cửa xem mà thấy ghê hồn cho trần coi thử hoàng cũng lấy lẻ công cũng đồng trần trị kẻ lòng tà gian ấy là đến lúc xoay sang tám hoàng trở lại là đời thương quá khuyên dân lòng chân ấy con sờn ráng tu thì được xem đời trên mây ngồi hôn chết tất chật thay nhìn xem bắt tháng ngày dài cho dân mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc cát lăng mới kề bây giờ kẻ nhúng người trề chế ta rằng dạy rằng thơ cũng trần bỏ bớt tánh tham đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian để sau coi hội coi hàng coi tiên coi phật mới khoan bớ trần đêm đàn đi thoảng sao xem thấy non tầng xôn xao tôi nghèo dùng đỡ trao trang bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn đừng quen thói cũng làm càng trộm gà cắp dịch xóm làng ghét dơ khi xưa ta cũng làm thơ mà đời chẳng hà làm ngơ ít nhìn
dạy cho trần thế phải tình. Đàn tiên cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ khắc bộ là thường, để sao Phật khắc tỏ tường cho xem cái lương tuồng ấy của mềm. Tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn, nhảy lui nhảy tới lăn xăng, làm tuồng mèo má thêm nhân cho đời. Hạ ơn lòng giả đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Sáng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngỡ xuống xe, ăn xài phí của lụa thêm làm gì. Xuống trần ta dài con lì, cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lớn xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời lên. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế tráng trình chuyện sắm mà mấy lời. Ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri, hiện nhân bổn phận tu mi, hãy bao thức tình kiếm mà thầy quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tự chi, quang minh sáng suốt vậy thầy dân ơi. Thương dân khó đứng khôn ngồi, xót xa già ngọc bồi hồi tâm trung. Gió dông thầy cõi cây rung, phương xa có giặc thông dung đằng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng dạy dỗ, đem lòng dạy dỗ máu đào mới, đem lòng gây gỗ đào mới tua. Cầu trời
tiên cánh bồng lai diệu người. Xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lời chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ăn dưỡng nuôi, bảo hiếu lúc thân yêu già. Dường lên đơm hoài mới là có chi cũng nay vậy mà dân. Ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặt ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu. Giá này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy đôn đời bên. Sửa mặt sửa mày áo quần láng bước ngày dài ăn chơi, dọn xem hình dốc lạng lên ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Trong tâm nhớ những điều tà, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh chẳng trào, hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì, cũng là lừa dối vậy thì dân quê. Người xưa nói lại kinh chê, ông cha hổ bại tự do trai gái kết tình, với lo trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng yên cha mẹ nói cười là so hành sửa sắc chiều mới đang làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chê con trọng như kiên, phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ thon dôn, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thọ trước ngu si, mà ngay mà thật hơn thì đời nay.
lợi dụng tiện tài, lên quan xuống quyển ăn xài là lớn. Gặp ai đuổi thích cười chê, miệng kia hãy mở chửi thề gian răng. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm sao tra khổ thân sau này. Giáo viên cách sở các thầy, khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhớ. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miếng tròn bốn phần hơn bạc vàng. Đành liệu ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh hoa như thế bọt bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tình Triều Minh, nàng kiều vì hiểu bán mình chuột cha. Tuy là lương lạc bôn ba, đến khi mãn hạn bạn xưa cũng nhìn. Ghét ưa ta cũng mặc tình, nghiệm kim chi cổ biển minh thấy nào. Ba gia đè thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi. Gián này chỉ các điều tội, khuyên dân hãy mà suy. Thân ta chẳng tiếc chi, miếng cho bà bánh nàng gì cũng qua. Luận xem những việc sâu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hãy coi. Tháng ngày như thế đưa thôi, nguyện cầu thế giới bất ngồi chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho ba tánh bức tranh vô hình. Ai ai cũng trang xét mình, nếu còn tánh sâu thì rinh ra ngoài. Càng lại mãi còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngụ ngôn. Tới đây ta già làng thôn, Ngọc Thanh lùi gót phi vốn Nam Kỳ. Hiện thân sách sử liễu ghi, miếu xoan tạc tế tu mi trung thần. Thôi thôi cành khổ hậu gần,
cần nhìn xem. Rằng đời dài vô anh em xem qua ít bằng ráng đêm vào lòng người tu như thế ban tòng. Ai ai cũng quý cũng trong cũng nhìn xưa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hơn hoàng chúng sanh mới hết phàn nàn sôi căng. Mạnh bao xưa cùng khóc măng đất khô nay mục rõ lòng hiếu nhi. Mà ai nhà bán khinh khi phần ta niệm chữ từ bi đổ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng. Ba gia cùng các chư tăng việc tu không đợi hương đăng làm gì. Đời cùng tôi gấp kịp thề đặng xem bao ngọc lý kề năm non. Phật thương bốn đạo như con, muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời. Nữa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây còn dứt dạng kinh, nếu ai biết sợ tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu chúc cho bà tăng muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Phổ Độ Ba Tánh Vạn Dân Tiêu Tai Tịnh Sự Giải Thoát Mê Ly. Nam Mô A Di Đà Phật.